Hello everybody, chúng on school grade 8. Xin chào các em học sinh lớp 8 trường Chuang Ngang. My name is Thị Kiều Nga. Today we continue English A. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên bài học của mình trên trang web trường. Để vào bài mới, cô cũng có một trò chơi nhỏ nhỏ cho các em như sau. Give the name of the country to the suitable picture. Các em quan sát. Picture 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 bức tranh và kèm theo tên gọi của nó, mỗi bức tranh. Em hãy điền thật nhanh vào. Do you remember? Các em có nhớ những hình ảnh này mình đã học ở bài hôm trước không nào? Answer, check the answer please. Are you ready? Number 1. Canada, yes, that's right. Number 2, Japan. Number 3, the United States of America. Number 4, Britain. And 5, Thailand. 6, Australia. Well done, em làm giỏi quá. Is it very easy? Dễ hôm nào? Chúng ta lại tiếp tục bài học mới của ngày hôm nay, đó là Unit 12. A vacation abroad. Lesson 2. Read. Open your book, please. Em hãy mở sách ra để phía trước mặt mình nào. Read. Read this postcard from Mrs. Nguyen to her children. Cô Nguyen đã viết tấm phù thiếp từ đến cho các con của mình ở nhà. Em xem nào. Đây là những địa điểm mà cô Nguyên đi tham quan ở Mỹ. Em nhớ cô Nguyên vừa rồi mình đã học không? Mỗi một địa điểm như vậy, cô ấy đều viết phù thiếp và hình ảnh gửi về cho con. Em quan sát từng phù thiếp nha. This is Hawaii. When we went swimming at Waikiki Beach as soon as we arrived on the Hawaii island of Oahu. We took a small plane to Kila Volcano this afternoon. The lava was pouring out when we blew overhead. It was very exciting. Vùng này là Hawaii. San Francisco. Đây là một cái cây cầu rất đẹp ở vùng San Francisco. Today we went on an 8-hour tour, which included fisherman work, the Napa Valley wine growing area, and the famous prison on the island of Alcatraz in the middle of San Francisco Bay. Vùng tiếp theo đó là gì? Mount Rushmore. Các em thấy cái tự những cái đầu. Đây là một vách núi đá rất là lớn. Các em có thể thấy nó như thế nào đây. This is a picture of Mount Rushmore, where the head of four American presidents are carved into the rock. Mount Rushmore can be seen from more than 100 km away. Địa điểm tiếp theo là Chicago. Hình ảnh của Chicago. Chicago is often called the Windy City. It is situated right on the shore of Lake Michigan, one of Great Lakes. Địa điểm cuối cùng là gì? New York. Yesterday, while Dad was visiting the Statue of Liberty and Empire State Building, đây là cái Empire State Building, I went shopping. I bought a lot of souvenirs our trip. Em đã đọc qua những cái bưu thiếp của cô Nguyên để tìm hiểu, hiểu rõ hơn những cái bưu thiếp đó có nội dung là gì. Chúng ta tìm hiểu những từ vựng như sau. What this? Đây là gì vậy các em? Yeah, volcano. Tính từ volcanic. Các em lặp lại. Volcano, volcanic. Wow,
Đây là hình ảnh gì nào? Lover. Yes, lover. Đây là gì? Cô cho các em quan sát và xem theo dõi nào. Đó, các em vừa xem xong đoạn clip đó, các em thấy it's very terrible. Nếu mà có cái sự sống nào gần đó thì chúng ta biết rằng chắc chắn nó không có thể tồn tại. Cái ngọn núi lửa đó nó đang gì em? It's pouring out, đổ ra, phun trào ra, thì tương đương nghĩa nó có từ erupt. Các em đọc lại cho cô, erupt. Tương tự nó có danh từ là eruption, và cái hoạt động vừa rồi là volcanic eruption. This, they are rap, yes. People use rap to make wine. Yes, that's right. Ngoài cái việc các em sử dụng ăn nho vào thì bổ sung cho chúng ta vitamin C, ngoài ra chúng ta còn được dùng để làm thành rượu. Và cái chỗ khu vực này, các em quan sát đây là cái khu vực gì đây? Wine growing area. Người ta trồng nho ở một khu vực rất lớn để mà làm rượu, người ta sản xuất rượu tại vườn nho đó luôn các em nhé. What's this? This is reason. Who is the man? The man is reasoner and he is imprisoned. Đọc lại theo cô nào. Reason, reasoner. Be imprisoned. Be ở đây thay đổi tùy theo tình huống. Nào, các em nhìn vào bức tranh, các em thấy người ta đang làm gì đó. Yes, be car into. Be car into. Người ta đang chạm chỗ, khắc, điêu khắc. Đây là những từ vựng nãy giờ chúng ta đã học. Cô ghi lại cái trang đây để các em viết bài cho dễ, và nhớ có bạn đồng hành cùng viết bài với chúng ta thì chúng ta viết đầy đủ vào trong tập nha. Tiếp tục phần này có một phần chú ý khá, các em lưu ý như sau. An 8-hour tour, một chuyến đi tham quan kéo dài 8 giờ. 8-hour, người ta sử dụng cái gì đó? Compound noun, đó là danh từ ghép lại. Ví dụ như sau, cô ví dụ trong một tháng em có một bài kiểm tra 15 phút, em sẽ nói là I have a 15 minute test. Nhưng nếu như em nói trong một tháng em có hai bài kiểm tra 15 phút thì em sẽ nói I have two 15 minute test. Thì cái test số nhiều do đằng trước nó có chữ two, chữ test phải thêm s, còn 15 minute là danh từ ghép chức năng như là một tính từ nên không thêm s sau chữ minute. Các em lưu ý cái điểm ngữ pháp nhỏ nhỏ này. Nào, các em hãy thử
ổng hợp lại những nơi nào mà mới vừa học vừa rồi. Make an interesting attraction to a suitable place. Có 5 địa điểm: Hawaii, New York, Chicago, Mount Rushmore, San Francisco. Ở cột interesting attraction là những địa điểm thu hút du khách đó, thì nó đã không được sắp xếp theo đúng trình tự. Em hãy make, nói thật nhanh để mình biết xem Hawaii có cái gì nào. Very easy. Are you ready? Check your answer. Yeah. Ở Hawaii thì sao kèm? Hawaii, Waikiki Beach, Killer Volcano. Ở New York thì là gì? Statue of Liberty, Empire State Building. Ở Chicago có gì nào? Lake Michigan. And Mount Rushmore có gì nào? Head of four American residents. In San Francisco, famous prison fisherman work, the Napa Valley. That's right, well done. Các bạn làm đúng như thế này thì các bạn giỏi quá. Exercise 1. Write what's missing when did and saw in each of these places. Các em đọc lại bài đọc vừa rồi, trong những cái tấm bưu thiếp vừa rồi. Các em hãy viết ra xem cô Nguyên đã làm gì và đã thấy cái gì ở mỗi những địa điểm sau đây. 1. Hawaii. 2. New York. 3. Chicago. 4. Mount Rushmore. 5. San Francisco. Em nhớ lại và kiểm tra lại bằng cách em tìm trong sách giáo khoa của mình. Check the answer. Place what she did and saw. 1. Hawaii. Cô ấy làm gì và thấy gì nào? Went swimming. Visited Killer Volcano. Các bạn có làm giống như vậy không nào? 2. New York. Went shopping. Bought lots of souvenirs. 3. Chicago. Saw Lake Michigan. 4. Mount Rushmore. Saw the head of four American residents. 5. San Francisco. Visited Fisherman Walk, the Napa Valley Rowing Area, and on cultural reason. Các bạn làm có đúng như đáp án vừa rồi không? Rất dễ đúng không nào? Very easy. Exercise 2. Answer the following question. A. How did Missy Green go to Killer Volcano? Em nhìn trong sách và tìm thêm nào. By taxi? No. By car? No. She went there by plane. Kem có thể nói ngắn gọn như vậy, hoặc kem trả lời dựa vào trên câu hỏi bằng cách kem trả lời như sau. She went to Killer Volcano by plane cũng được. B. Where in San Francisco did Missy Wynn see the famous reason? She saw the reason on the island on Kata. C. What is special about Mount Rushmore? People can see Mount Rushmore from more than 100 km away. Đây là một cách trả lời. Cũng có thể kem trả lời là từ đằng xa có thấy được những cái bốn cái đầu của bốn ông vị tổng thống cũng được. D. What is the other name of Chicago? Tên thành phố của Chicago này có một cái tên khác là gì? Is it also called the Windy City? A. What did Missy Wynn do while her husband was visiting the Statue of Liberty? Cô Wynn đã làm gì trong khi chồng của cô lại đi thăm tượng nữ thần tự do? She went shopping. Yeah, that's right. Và bạn kem nhớ
có thấy những hình ảnh bạn học đồng hành với chúng ta hay không? Khi thấy những hình ảnh đó nhớ phải viết bài cùng bạn ấy nha. Wrap up, nói tóm lại qua bài học này. We know some interesting attraction in USA. Qua bài học này chúng ta biết được một số nơi rất là thú vị ở nước Mỹ. Nếu có điều kiện chúng ta hãy đi tham quan. Know how to use compound noun và biết cách thế nào là danh từ ghép. Nhắc lại, a 15-minute test. Homework, bài tập về nhà, công việc về nhà của các em như sau. Learn a word by heart. Write a word and answer in your notebook. Prepare language focus unit 12. Và nhớ chuẩn bị bài tiếp theo của bài số 12, đó là phần language focus. Và luôn luôn nhớ, let's avoid corona, stay at home, learn online. Thank you for listening and watching. Bye. See you again.